thì chúng ta lại được vào bếp cùng với nhau, và ngày 31 tháng 10 sắp tới sẽ là ngày lễ hội Halloween. Đây có thể nói là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất trên thế giới, khi nó có mặt vào khoảng năm 800 trước công nguyên. Và trong ngày lễ hội này thì không chỉ có trẻ con mà người lớn sẽ hóa trang vào những nhân vật rất đáng sợ như là cướp biển này, Dracula này hay là ma cà rồng chẳng hạn. Thưa quý vị, mặc dù như vậy nhưng mà đây là một lễ hội mà Nguyễn Ánh cho là rất là thú vị. Và ngày hôm nay trong chuyên mục ẩm thực của Sức Sống Mới sẽ giới thiệu đến quý vị hai món kẹo rất là hấp dẫn, đó là sô-cô-la mềm và mơ nhúng sô-cô-la. Chúng ta hãy cùng vào bếp để gặp chị Đặng Tiên nhé. Chào chị. Chào chị. Chào quý khán giả của chương trình Sức Sống Mới. Hôm nay Nguyễn Ánh thấy rằng là có rất là nhiều thứ ở đây, đặc biệt là sô-cô-la là món mà Nguyễn Ánh rất là thích. Vậy thì chị có thể nói rõ hơn về hai món mà chị sẽ chuẩn bị ngày hôm nay đi ạ. Hôm nay mình thực hiện hai món là mơ nhúng sô-cô-la và món rum, kẹo rum mềm. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ có những cái thành phần có như là mơ khô, hạt hạnh nhân đã tách vỏ và mình rang cho nó vàng lên. Rồi sô-cô-la, và sô-cô-la gạo này mình để khi mình làm xong mình lăn qua để cho nó sẽ có những cái hình thù đáng yêu. Vâng. Rồi nên mình có rượu rum, bơ, kem béo và một ít bánh sô-cô-la mềm. Dạ. Như vậy thì có thể nói rằng là hai món này sẽ dùng chủ yếu là sô-cô-la nhiều hơn đúng không chị? Nhưng mà cái chế biến cái hạt này này chị, thì thường á em thấy hình như là mình sẽ phải trần qua một chút nước sôi để nó dễ bong cái hạt ra phải không chị? Dạ đúng rồi. Hạt hạnh nhân này mình sẽ có rất là nhiều loại, nó là có còn vỏ, không vỏ, và nó slice ra cho mình từng lát mỏng. Đúng rồi. Hay là tiếp nó có cắt cho mình những cái sợi dài. Dạ. Thì hoặc mình là nó xay bột nữa, em dạ, thấy có những cái loại đó để làm bánh. Thì bây giờ mình nếu mình sử dụng cái này thì mình cho mua hạt hạnh nhân đã tách vỏ rồi. Rồi về mình có thể rang vàng nó lên. Dạ. Dạ. Nhưng mà thường thì người ta nói là ăn hạnh nhân mà còn vỏ vẫn là ngon nhất đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì mình đầu tiên mình sẽ làm sô-cô-la trước hả chị? Dạ đúng rồi. Đầu tiên mình làm cho chảy hai cái sô-cô-la này ra. Sô-cô-la như vậy đã được rồi ha. Mình tắt lửa. Khi mình mê sô-cô-la mình để cái nhiệt độ vừa phải thôi, khoảng 30 đến 40 độ C. Nó vừa ấm là được rồi, không nhất thiết mà sôi quá thì có thể là sô-cô-la nó bị chết đi. Đúng rồi. Mình ăn nó sẽ đắng. Dạ. Thường là sô-cô-la chúng ta nên làm hấp cách thủy như thế này là tốt nhất, chứ không nên trực tiếp đặt cái tô này lên trên bếp thì nó sẽ không tốt cho cái mùi vị cũng như là cái chất lượng của sô-cô-la. Nếu như vậy mà ở nhà mình có cái lò vi ba hay là microwave á, cũng có thể mình để trực tiếp vào. Mình đóng khoảng chừng 45 đến 50 giây, sau đó mình ra mình tán nhuyễn như vậy. Thì nó sô-cô-la nó vừa ấm mềm, nó vừa chảy ra là mình có thể sử dụng được. Bây giờ nó đã bắt đầu tan đều hết rồi nhà chị này. Bây giờ mình sẽ thực hiện món gì trước chị? Đầu tiên mình sẽ trộn cái hỗn hợp kẹo sô-cô-la mềm trước đi. Rồi mình phải để cho nó nguội. Và ngấm mùi vị lại với nhau đúng không chị? Cho cái bơ vào. Khi sô-cô-la nó còn ấm thì bơ nó sẽ tan ra. Mình quậy đều tay nó. Bên đây thì sao chị? Bên đó mình đợi cho nguội một xíu. Sau đó mình đánh giúp điện cho bơ vào luôn. Thì khi món của mình nó sẽ ra nó sẽ hơi bóng bóng mịn. Và nó nhất là nó không dính tay nhiều đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Khi mà trộn đều tất cả các thứ lại, sau đó mình sẽ cho bánh quy vào. Khi mình trộn đều tất cả mình cho một ít rum vào. Khoảng 3 muỗng rượu rum. Mình phải tiếp tục trộn đều ha chị? Sau khi mà trộn đều xong thì mình sẽ để cái hỗn hợp này trong bao lâu? Cho mình để tùy theo cái tủ lạnh của ngoài nhà, hay là khi mình không có tủ lạnh thì mình có thể để dưới một cái bâu đá mình để đặt nó lên. Thì sô-cô-la nó vừa mềm vừa hơi đặc lại là mình có thể mình làm được. Đúng rồi. Vậy là mình vẫn phải để lạnh một chút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ em đã ngửi thấy mùi rượu rum rất là hợp với sô-cô-la chị nha. Sau khi quậy đều thì ta cho cái hỗn hợp của kẹo rum mềm đó mình cho vào tủ lạnh. Ta thực hiện cái món mơ khô nhúng sô-cô-la. Mình chọn những cái tùy hình thù, không nhất thiết là nó sẽ có những cái lớn, cái trái mơ của mình sẽ có cái lớn trái nhỏ. Thì mình trái lớn trái nhỏ để cho những cái hình thù. Rồi thì mình nhúng nó. Nhúng nó khoảng nửa cái miếng. Như vậy là được rồi hả chị? Dạ đúng rồi.
mình để cho nó hơi ráo lại một chút đúng không? Dạ đúng rồi. Song song bên cạnh đó thì mình cho cái hạt hạnh nhân này mình gắn lên. Nếu mà ai thích ăn nhiều sô cô la thì mình có thể gắn dày hơn một chút chị nhỉ? Dạ. Có thêm hạt hạnh nhân thì trông nó sẽ ngon hơn. Mình cho một ít vào cái túi tăng bao ni lông này này. Vâng. Món này là trẻ con sẽ rất thích đây này. Sau đó mình bắt cái hình. Dạ. Mình tạo dáng. Khi mà nó đã hoàn chỉnh như vậy rồi, mình sẽ cho nó để lạnh khoảng 5 đến 10 phút. Ừ. Vậy là đã xong được một món hả chị? Sau khi mình để sô-cô-la vào tủ lạnh khoảng 10 phút, thì mình lấy sô-cô-la ra. Dạ. Sau khi mình để vào tủ lạnh khoảng 10 phút, thì cái hỗn hợp của ta đặt như thế này. Rồi bây giờ người ta bắt đầu ta thực hiện. Mình cho cái viên nhỏ lớn là tùy mình. Mình cho nó như vậy. Mình ve cho nó tròn. Mà không nhất thiết đừng có tròn quá. Mà vừa có phải, thể vừa phải. Chị. Dạ. Nhìn nó sẽ tự nhiên mà nó hấp rồi. Dẫn hơn. Rồi bây giờ mình lăn qua. Anh giúp Liên lăn qua. Dạ. Dần lăn đều cái tròn. Okay, thì nó giống một cái hình thù cái con gì đó. Nó lú lú ra những cái hạt. Thật ra cái này á chị, nếu mà không mình làm với lại cái bột cacao cũng được mà chị ha. Dạ, sô cô la truffle thì nó có nhiều cái kiểu để làm lắm. Nó được một viên này đây này. Mình có thể mình nắn viên lớn viên nhỏ, không nhất thiết là nó bằng nhau. Đúng rồi. Và để đỡ mất thời gian thì chị Đạm Tiên đã chuẩn bị sẵn những cái viên sô cô la mềm có hương vị rum ở đây quý vị cũng thấy, và mơ nhúng sô cô la rất là đẹp mắt. Thật ra cái cách làm thì quý vị cũng thấy là không quá khó lắm đúng không? Với những cái nguyên liệu trộn lẫn vào với nhau đã tạo nên được những cái món ăn rất là hấp dẫn như thế này. Chị Tiên này, cái món này vâng, chắc là em phải dùng thử một miếng. Rất là thơm chị. Cái mùi thơm của sô-cô-la này, mùi thơm của trái mơ này, được cả cái hạt hạnh nhân ăn giòn giòn rất là ngon. À, còn món sô-cô-la này, món yêu thích của người Ánh đây. Món sô-cô-la này quả thật rất ngon thưa quý vị. Khi mà ăn thì cái vị ngọt của sô-cô-la tan trong miệng quả là rất là hấp dẫn. Nhưng Nguyễn Anh cũng xin có một gợi ý cho quý vị và các bạn là trong khi thưởng thức những món ngọt này thì chúng ta hãy làm thêm một tách trà nóng nữa thì chắc chắn rằng sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Đạm Tiên. Như vậy là ngày hôm nay chị Đạm Tiên đã giới thiệu cho chúng ta hai món ăn rất là phù hợp với ngày lễ Halloween, đó chính là món mơ nhúng sô cô la và món sô cô la mềm và hương vị rum. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc.